có 5 ca khúc mà các anh đã dành tặng cho mình. Mình thấy thứ nhất là cái bài hát ước nguyện, tất cả bài hát đều nó bắt được cảm xúc của mình nữa. Nhưng mà cái bài ước nguyện là mình thích nhất vì nó vừa mang tên mình, nó lại nói được lên rất nhiều điều. Máy chạy rồi, máy chạy nha. Một hy vọng mới sẽ qua hết.
cuộc đời này chẳng có ai giống mình. Rất thích một đoạn cuối, mình suốt ngày mình hát bài đấy thôi. Cuộc đời này sẽ thoáng, cuộc đời này chẳng có ai giống em. Mỗi lần mình tập các tiếng ca của bài hát này, mình mong sao các anh và tất cả mọi người sẽ làm được ra nhiều những bài hát như vậy nữa, để dành tặng cho các bạn khác, không phải riêng cho mình nữa.